Chào mừng tất cả các bạn đến với sân cầu lông Học viện Tài chính để đón xem trận đấu vô cùng hấp dẫn giữa các vận động viên của Học viện Tài chính cũng như các vận động viên của các trường đại học khác. Phía bên kia là cặp đôi Tân và Việt Anh đến từ Học viện Tài chính đại diện cho chủ nhà. Còn phía bên này là vận động viên Nguyễn Học đến từ Sư phạm Hà Nội và vận động viên Dũng đến từ Đại học Giao thông Vận tải. Hello anh Tuấn, anh Trần. Xin chào Nguyễn Mạnh Hùng nha. Ok, cảm ơn Tiến, Tăng Tiến Hùng. Rất bình tĩnh. Nguyễn Học, một pha chém cầu không qua lưới. Hello Tu, hello Hoàng Long, hello anh An Quyết Thắng nha. Xin chào tất cả mọi người. Với một thân hình nhỏ con, tuy nhiên những pha smart của Nguyễn Học là vô cùng mạnh. Lâu lâu không bình luận, cảm giác nó không được bon cho lắm mọi người ạ. Em cảm ơn anh An Quyết Thắng, xin chào chị Bùi Thị Hương. Hết bố rồi còn đâu. Bọn... Thế à, hôm nay mang dạ, vâng. Mang cầu đến đây giới thiệu là thế vào đánh. Đấy để em cầm. Ok, đại diện của cầu lông PTM à? Đúng rồi. Hello chị Bùi Thị Hương nhé, bọn nó đánh xong bố rồi, hôm nay Hùng ra muộn quá. Trận hay đánh rồi, trận này là trận không hay cho lắm. Mọi người... Ok, đây xem là P gì đây? PTM Sport 911 đấy. Ok, hôm nay thì vận động viên Nguyễn Học có mang qua sân cầu lông Học viện Tài chính để cho anh em đánh test thử cầu này như thế nào. Nghe nói là bay rất ổn định và bền. Và sau khi test thì có lẽ là Hùng sẽ cho các bạn một chút đánh giá. Đây là một thương hiệu cầu lông khá lạ so với Hùng, chắc chắn là cũng khá lạ so với các bạn. Nhưng qua lời tường thuật của Nguyễn Học thì có vẻ quả cầu này cũng khá ổn. Ok, trận đấu giữa đôi nam nữ và đôi nam. Trận đấu chỉ mang tính chất giải trí cao nha, trận này không kịch tính đâu. Trận này chất lượng chuyên môn không cao đâu. Hello Phương Kim Tuấn Anh, hello Nguyễn Mạnh, hello Hoàng Nguyệt Đình xinh đẹp nha. Dạo này càng ngày càng xinh rồi. Dạo này càng ngày càng xinh béo và xinh đẹp và cụ tay. Hello Lam Nguyễn, hello anh Đô Đô. Tí nữa sẽ là trận đơn nam giữa Nguyễn Học và Vũ Thiết. Đúng rồi, tí nữa sẽ là trận đơn nam giữa Nguyễn Học và Vũ Thiết. Tái hiện lại trận chung kết của giải cầu lông học sinh sinh viên tranh cúp báo tuổi trẻ thủ đô nha. Ok, xin chào Lương Thanh. Hello chị Mai Hương, xin chào tất cả những ai đang theo dõi live stream của Hùng. Những ai đang theo dõi live stream của Hùng có thể comment 1 để Hùng có thể biết là ai đang theo dõi và ủng hộ live stream của Hùng ạ. Lâu lắm rồi thì không được điểm danh, không được nhìn tên mọi người. Không biết là những ai còn nhớ đến Hùng. Nào, lâu lắm rồi Hùng live stream. Hello Lâm Vũ nhá, Thiết không ra anh ơi. Đặng Đức Bình, một thằng Thiết chiều nay nó bảo với anh là nó ra nhưng mà bây giờ chưa thấy đâu. Chắc là đang tắc đường hay là bị em nào chặn ở ngoài cổng rồi. Hello Nguyễn Ngọc Duy, xin chào Quốc Học, hôm nào Quốc Học qua đây giao lưu đi em ơi. Vâng, vận động viên cầu lông Quốc Học, tay vợt số 1 của tỉnh Phú Thọ. Tay vợt đã từng 2 lần giành 2 huy chương hội khỏe vận động toàn quốc, huy chương vàng hội khỏe vận động toàn quốc. Bạn ấy sau giải báo tuổi trẻ thủ đô thì bạn ấy gặp phải chấn thương. Bạn ấy gặp phải chấn thương và đã phải nghỉ cầu 3-4 tháng nay rồi. Tuy nhiên một tin rất mừng đó là Quốc Học sau 3-4 tháng nghỉ ngơi thì gần như là chấn thương của Quốc Học đã hồi phục dần và thời gian tới Quốc Học sẽ trở lại với các giải đấu cầu lông và các bạn sẽ được xem Quốc Học thi đấu nhiều hơn. Ngồi cạnh với Hùng đây đang là vận động viên Nguyễn Học, tay vợt sinh năm 2000, một trong những tay vợt trẻ tài năng nhất của cầu lông sinh viên hiện tại. Và có lẽ từ năm sau trở đi ở nội dung đơn nam thì Quốc Học có thể nói là đứng vào top đầu, top trong 3 người mạnh nhất của cầu lông sinh viên Hà Nội. Cầu ngoài sân. Hello anh Thạch Trần, hello Nguyễn Hồng Khải, hello Nguyễn Hoàng Lan Anh nha. Rất vui nếu được làm quen với chị Nguyễn Hoàng Lan Anh, một cái tên hơi xa lạ so với Hùng. Em chào chị Nguyễn Hoàng Lan Anh, chị có thể chào em đúng không ạ? Để chúng ta có thể làm quen với nhau nào. Vâng, 24 người đang xem, mọi người có thể comment 1 để Hùng có thể nhìn thấy tên mọi người, để Hùng có thể biết ai đang xem live stream này không ạ? Lâu lắm rồi thì Hùng không live stream, phải cách đây chắc cũng phải vài tuần rồi. Đau này, đau gắt luôn này.
có do quả em đánh nào không? Đấy không anh. Em biết đánh từ trước bao nhiêu lâu? Mu bàn chân á? Không biết là chậm. Đó, biết phải. Chạy sai. Chạy sai, mu bàn chân thì... Bao nhiêu tổ dân ở trên? Anh biết cái đấy, bị căng, căng chân. Anh trước anh cũng bị mà, gặp rồi. Chính ngày xưa bị gặp cả ống đồng bị căng này. Ok, xin chào Nguyễn Hoàng Lan, Lan Anh nha. Rất vui được làm quen với em và cũng rất vui khi mà em phản hồi lại với anh. Rất tuyệt vời. Ok, xin chào Phạm Văn Việt, xin chào anh Phạm Văn Việt, xin chào Kim Thi. Ok, chào Hùng Lão Gia nha. Hùng sẽ mãi nhớ những cái tên đã comment ở đây. Vâng, chúng ta chỉ có tương tác với nhau thì chúng ta mới nhớ đến nhau thôi. Có rất nhiều người đã từng xem livestream của Hùng nhưng các bạn lại lướt qua một cách nhanh chóng, không để cho Hùng có cơ hội được làm quen với bạn gì cả. Hùng cảm thấy thực sự đáng tiếc. Rất mong là các bạn có cho Hùng cái cơ hội nào chúng ta gặp nhau tại livestream này cho Hùng làm quen mọi người được không? Hello Kim Thi nha, hello Văn Trung Nguyễn. Lâu lắm rồi cũng không thấy thằng em. Dạo này đánh cầu ở đâu rồi Văn Trung Nguyễn ơi? Văn Trung Nguyễn là một trong những vận động viên rất tài năng của cầu lông đại học Mỏ Địa Chất. Bạn ấy trước kia từng quản lý tại sân cầu lông cao đẳng thương mại du lịch. Tuy nhiên gần đây thì sân đã nghỉ thi đấu rồi và không biết Văn Trung Nguyễn dạo này đánh cầu ở đâu rồi. Hello Liêm Thanh, hôm nay anh ăn mặc đẹp ra live stream không đánh nhá. Hôm nay chỉ chờ bọn nó bảo là lâu rồi anh em, từ trước Tết đến giờ rồi anh em chưa ngồi với nhau. Thì hôm nay anh Hùng ra sân đánh cầu bọn em xong rồi anh em đi ăn liên hoan. Nhưng mà hôm nay thì Hùng hết quần mặc rồi. Cả tuần nay chưa giặt quần áo, hết sạch quần đùi để mặc rồi. Nên là hôm nay muốn ra đánh lắm nhưng mà không có quần để mặc. Đâm ra chỉ ra đây live stream và tán chuyện với mọi người thôi. Hello Kai Jun. Hello Lưu Minh Cương, sân ít nhá. Cương qua đánh đi Cương ơi, đang thừa người này. Nhầm, đang thiếu người đánh như này. Thiết là quả. Hello anh Hoàng Trung nhá. Em nhớ rồi, bây giờ anh em mình tương tác với nhau nhiều hơn nhá. Xin chào Lý Tài nhá. Hôm nào qua sân anh giao lưu đi, lần trước qua một lần nhưng mà hôm đấy anh em mình không gặp nhau. Xin chào anh Đức Hoàng. Đã có rất là nhiều lần tương tác với em và đặc biệt đã có những lời, có thể nói là lời nhắc nhở hay là lời chia sẻ trong các comment trên các bài đăng của em. Cảm ơn anh Đức Hoàng rất nhiều, Hoàng Đức Anh. Hello Vũ Văn Hùng nhá, xin chào tất cả mọi người. Thực ra là Hùng đang quay sân nhưng mà cái trận này nó chất lượng chuyên môn không cao. Toàn có vận động viên xếp hạng hàng đầu của sân cầu từ dưới lên. Hello Hồng Quân. Vẫn còn 19 người xem, chứng tỏ mọi người rất kiên trì. Những pha đập cầu như bom của vận động viên Đức Dương, tay vợt đầu gấu nhất của đại học điện lực. Ok, mọi người comment 2 để chào Hùng đi nào. Có ai đang xem livestream comment 2 để chào Hùng, để Hùng có thể nhìn được tên mọi người để Hùng chào mọi người đi. Đấy, xin chào Tinh Tế Tân, đẹp trai thế. Tinh Tế Tân là một vận động viên số 1 của Học viện Tài chính ở nội dung đôi nam. Bạn ấy ngay năm đầu vào đại học, bạn ấy sinh năm 2000, ngay năm đầu vào trường thì bạn ấy đã giành được huy chương vàng nội dung đôi nam của trường Học viện Tài chính. Rất xứng tầm với Nguyễn Học. Con chào dì Hoàng Minh Minh, xin chào Nguyễn Duy. Hôm nào dì Hoàng Minh Minh cho con lên Thái Nguyên đánh cầu với. Hello Trần Ngọc An, hôm nay An không qua em ơi. Có Vũ Thiết, có Trần Ngọc, có Tùng Dương, có rất nhiều anh em ở đây này. Việt Anh này. Em anh An ơi. Ok, Nguyễn Hùng và Nguyễn Học, xin chào tất cả mọi người. Xin chào anh Vương nha. Hello anh Vương, dạo này đánh cầu đâu rồi anh ơi, có hay đi bắt giải hay không? Đỗ Hội Chi phát cầu. Nhất, nhanh chóng và chính xác. Đó là Đức Anh Béo. Ok, Trần Ngọc An thì qua thâm mát xong nó mới khỏe được chứ em ơi. Hello Nguyễn Minh Khuê nha. Học có gánh anh không để anh ra. Ok, anh Vương ra đi anh ơi. Học nó gánh được, nó bảo nó gánh tốt. Hello Phạm Thanh Tùng, hello tất cả mọi người nha. Trận đấu này nếu mà nói chung là nó không hay đâu. Thế nên là mọi người cứ tập trung vào
nói chuyện với Hùng đi cho nó vui, lâu lắm rồi thì không được nói chuyện với mọi người. Tí nữa trận hay thì Hùng sẽ ly sao nhá. Tí nữa sẽ có trận đấu phải nói là đẳng cấp giữa hai tay vợt hàng đầu của cầu lông, sinh viên Hà Nội, bạn Nguyễn Học và bạn Vũ Thiết, đương kim vô địch và đương kim á quân của giải báo Tuổi Trẻ Thủ Đô nha các bạn. Ok, xin chào Hoàng Trần, anh em ý ới ra hết đây à. Ok, hôm nay anh Hoàng Trần qua sân cầu lông Học Viện Tài chính giao lưu cùng bọn em nha. Hôm nay em qua quảng cầu anh ơi. Hello Kiên Trần nha. Hello Khánh Huyền Nguyễn, hôm nay nghỉ chấn thương không ra hả em? Đâu có ai muốn Hùng hỏi thăm nào? Có ai muốn được Hùng hỏi thăm quan tâm nào thì comment vào đây. Vâng, bao nữ rất tốt, cổ tay rất khỏe, không còn nữa rồi. Rõ ràng đánh bao nữ thì hai biên là hai điểm chết. Đối phương liên tục tấn công hai biên thì không thể nào có thể di chuyển liên tục và đỡ được cầu. Xin chào Chen Long nha. Hello Hoàng Trần, thằng Học nó vừa ngồi cùng anh nhưng mà bây giờ nó chắc là đi làm gái rồi. Tài trình làm gái xinh lắm mọi người. Mọi người qua không đánh cầu thì mọi người qua kiếm người yêu cũng được. Hello anh Hưng Nguyễn Văn, em gọi anh là anh Nguyễn Văn Hưng nha, bởi vì em là Nguyễn Văn Hùng. Ra liếng anh ơi, Nguyễn Học em gọi qua đây đây, Nguyễn Học qua đây giới thiệu cầu PTL cái gì đấy, nghe nói đánh rất hay. Wow, tận hai mấy người xem, thật tuyệt vời, cảm ơn tất cả mọi người. Đâu có ai đang là bạn bè Hùng comment vào đây để chúng ta nói chuyện với nhau nào. Có ai đang là bạn bè của Hùng nào, mọi người comment vào đây, Hùng đang lọc tương tác đấy. Anh em nào không comment mấy lượt Hùng quét tương tác Hùng không biết nữa. Xin chào Quỳnh Nhi xinh đẹp. Quỳnh Nhi là một, phải nói là một hoa khôi ở sân cầu lông Học Viện Tài chính. Ra đây chị Nhi ơi. Không những đánh cầu rất hay mà lại còn rất tài năng, đặc biệt là một bình luận viên cực kỳ hay và hấp dẫn. Quỳnh Nhi ra hỗ trợ anh bình luận trận đấu đi em ơi. Hello anh, hello Nguyễn Ngọc nha, hello anh Công Thành nha. Hôm nay sân nhiều người không anh, hôm nay ít người nha Khánh Huyền ơi. Hôm nay cực kỳ ít người anh em mới. Hai anh em chuẩn bị ăn Milo để phát triển chiều qua cao, mấy em thấp quá. Đây. Cố gắng cao. Anh chiều đây em làm gì? Ok, xin chào Minh Giang nhá. Cũng lâu không thấy comment bài của anh sắp quên Minh Giang là thằng Lào luôn rồi đây. Hello anh Ngô Anh Hào. Quỳnh Nhi ra đỡ người yêu đi kìa, thấy chưa? Thấy nó vất vả không? Nó bột quá luôn à, chả biết nó còn đã vào chưa. Chắc nó vào rồi. Đổ vào mồm ấy. Vâng. Cảm giác hiểu chứng khấu gì đấy. Bán hàng tốt không? Bán được, bán tốt. Xin chào anh Tuấn Rắn, một cái tên rất là có thể cho Hùng được làm quen với anh ạ. Xin chào anh Tuấn Rắn, anh Tuấn Rắn có phải là một lông thủ không ạ? Một pha cầu thẳng vào người, tốc độ bắt lưới rất nhanh, tay vợt số 1 của cầu lông đơn nữ Học Viện Tài chính. Năm trước. Hello Nhật nha, hello Trần T nha, sao hôm nay không ra sân em ơi? Ra sân quẩy mọi người đi, hôm nay hơi ít người này. Đấy, em chào anh Tuấn Gián, em cảm ơn anh đã tương tác lại với em, thật tuyệt vời. Anh Tuấn Gián chơi cầu không anh ơi? Hello Nguyễn Ngọc Hậu nha, hello Đỗ Duy Khánh nha, Đỗ Duy Khánh đi quen thuộc rồi nhưng cái tên Nguyễn Ngọc Hậu cũng hơi lạ với Hùng. Vậy thì chị Nguyễn Ngọc Hậu có thể cho Hùng có cơ hội làm quen với chị được không? Chị Nguyễn Ngọc Hậu có... Chị biết Ngọc Hậu có chơi cầu không ạ? Đây rồi, bạn Đồng Phạm đẹp trai của tôi cuối cùng cũng đã có mặt tại livestream. Lần trước thì Đồng Phạm qua sân bên này, hôm đấy có vẻ hơi đuối sức hay sao ấy. À Đồng Phạm bây giờ bạn đi nước ngoài, bạn đi đâu ấy nhở? Hôm nọ còn chưa kịp hỏi thăm Đồng Phạm. Đồng Phạm là một trong những tay vợt hàng đầu của cầu lông tỉnh Bắc Giang, đã giành vô cùng nhiều các thành tích nhất nhì trong các giải đấu cầu lông toàn miền Bắc, các giải đấu cầu lông trên phạm vi miền Bắc này. Cái tên Đồng Phạm, tay vợt số 1
tay vợt đôi nam hàng đầu của số 1 của đôi nam số 1 của Học viện Ngân hàng. Và đã vô địch giải sinh viên rất là nhiều lần rồi, giải cầu lông sinh viên Hà Nội rất là nhiều lần rồi. Đồng phạm cặp với Tùng A Thanh, cặp đôi bá đạo của cầu lông đôi nam sinh viên Hà Nội. Đồng phạm dạo này hôm nọ thấy đi nước ngoài đi đâu rồi bạn ơi? Từ bỏ Việt Nam à? Thế à, Nguyễn Ngọc Hậu, đàn ông à? Ok, xin chào đàn ông Nguyễn Ngọc Hậu nha. Rất vui được làm quen với em. Chào Hùng nhé, mình qua Canada bạn ơi, lâu lắm không đánh cầu thèm quá. Ok Đồng ơi, qua Canada thì khéo mấy nữa lại giải thế giới, lại gặp đồng phạm cặp với Võ Bảo Thiện, đánh giải thế giới thì chết. Qua Canada biết đâu đồng phạm lại vào tuyển quốc gia của Canada thì sao nhỉ? Mấy bạn đấy đánh hay chỉ bằng một nửa của Hùng thôi các bạn ạ. Chả qua hôm nay Hùng không ra sân thể hiện thôi. Em chào anh Nguyễn Hùng nhá. Em chào anh Nguyễn Hùng hay anh Nguyễn Hưng ấy nhỉ? Tại vì tên chả có dấu nên em không biết là anh em mình có tên dùng cùng tên với nhau hay không. Xin chào anh Tiểu Ma Trần nhá. Anh Tiểu Ma Trần cũng là một trong những vận động viên rất nổi tiếng của cầu lông phong trào Hà Nội này. Hiện tại thì anh có rất nhiều các lớp dạy cầu lông cơ bản cũng như là nâng cao. Nếu mà các bạn ở khu vực Hà Nội nếu mà muốn học cầu lông thì có thể liên hệ anh Tiểu Ma Trần. Anh đang xuất hiện tại live stream Hùng đấy ạ. Anh ơi, hai ông bên kia bụng to vậy bởi vì là hai ông một tháng mới ra sân một lần. Thực sự hôm nay em rất may mắn bởi vì có thể live stream hai ông đấy cho các anh chị xem. Hai ông bụng to. Tí nữa em đi một cái anh giải. Tí đi luôn á? Mấy giờ? 8 giờ xe. Giải móng cái á? Giải bao tiền nhân? Thì trở về đi chơi với anh em rồi đi á. À mấy đứa này à? Ok, Nguyễn Học vừa tiết lộ cho Hùng một bí mật. Đó là Nguyễn Học chuẩn bị Nguyễn Học chuẩn bị lên xe, di chuyển lên Móng Cái để đánh giải cầu lông ở trên đó. Và Hùng cũng chúc cho Nguyễn Học đạt được thành tích cao nhất và mang giải về. Nếu mà mang giải về thì nhớ đến đây và khao Hùng nha. Và rất mong là tất cả mọi người đang theo dõi live stream này có thể có lời chúc cho vận động viên Nguyễn Học không ạ? Tay vợt sinh năm 2000, một trong những tay vợt tài năng nhất của sinh viên Hà Nội. Bạn ấy sắp tham gia một giải đấu vô cùng mạnh ở Móng Cái và rất mong rằng mọi người có thể cùng Hùng gửi những lời chúc tốt đẹp đến Nguyễn Học được không ạ? Mọi người có ai mua cầu thì liên hệ em. Anh có bao thủ tí không anh? Ok, nếu mà mọi người chưa tìm được loại cầu có chất lượng tốt, độ bền cao, cho giá cả hợp lý thì mọi người hãy liên hệ với Nguyễn Học nha. Facebook là Nguyễn Học, bạn bè của Nguyễn Văn Hùng, của Sport Hùng. Mọi người có thể tìm bạn chung trong Facebook của Hùng. Ok, Hùng vào dạo tí nhỉ? Vâng, anh vào thủ cầu đấy. Ok, Hùng vào sân dạo thử cầu mới kì. Anh vào dạo. Anh thiết lừa em.
Mấy anh em ba? Mấy anh em lấy cầu liên em. Anh ấy nhờ. Tối nay anh làm bài review cho em. Cơ bản thì sau khi mà Hùng và Nguyễn Học dạo xong thì Hùng thấy là cầu nó cũng khá là còn khá là ổn. Bởi vì Hùng đập cầu cũng khá là mạnh. Nãy Học đập cầu cũng rất mạnh nhưng có vẻ là cầu cũng ổn định phết. Bay thì nó cũng gần giống, quỹ đạo bay nó cũng gần giống kiểu Thành Công và Aztec thôi. Nó không khác gì nhiều. Cơ bản thì có thể nói tạm thời Hùng đánh giá là chất lượng nó gần giống như Thành Công và Aztec. Độ bền. Còn về độ bền thì cũng nói chung là cái này phải cũng phải test. Theo cảm nhận sơ qua thì nó khá bền. Cảm nhận ban đầu thì thấy nó khá bền. Hôm nay đông không anh ơi? Hello Kiên Hoàng nhá, sân anh hôm nay ít người. Mọi người thấy thế này vừa rồi Hùng và Nguyễn Học dạo cầu ấy. Rõ ràng là chỉ có khi mà sân trống thì mọi người mới cho dạo cầu như thế thôi đúng không ạ? Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi live stream Hùng nhá. Cảm ơn rất nhiều và hẹn mọi người tại live stream tiếp theo nếu mà tí nữa mà Vũ Thiết qua đây. Nếu mà Vũ Thiết qua đây và có trận đấu hay thì Hùng sẽ live stream gửi đến mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Mua cầu PTM liên hệ Học Nguyễn nha anh em ơi. Thôi. 150k một tút. Bao nhiêu quả? 12 quả. Ok, 150k một tút 12 quả. Một thương hiệu cầu hoàn toàn Free mới. Ship ở Hà Nội. Free ship ở Hà Nội, vâng, rõ ràng là dịch vụ rất tốt, cầu rẻ dịch vụ tốt, liên hệ Nguyễn Học. Cảm ơn anh em. Anh em muốn test thử cầu PTM mà Nguyễn Học vừa giới thiệu thì hãy nhắn tin cho Nguyễn Học nhé, hoặc là nhắn tin cho Hùng, Hùng sẽ giới thiệu giúp. Bye bye, goodbye tất cả mọi người. Ok, xin chào những người xem cuối cùng, xin chào Kiên Hoàng, xin chào Hiếu Nguyễn và xin chào Ngọc Duy nhé.